Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Mặc dù Nga di chuyển máy bay ra khỏi tầm bắn của tên lửa Storm Shadow và ATACMS, nhưng nhiều mục tiêu quân sự vẫn còn nguy hiểm. Các nhà phân tích quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW Mỹ cho rằng hạn chế không được phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga khi Ukraine dùng vũ khí do phương Tây cung cấp đang gây khó cho Kiev. Tận dụng thế khó của Ukraine, lực lượng vũ trang Nga sử dụng các nơi giấu quân an toàn ở sâu trong lãnh thổ Nga. ISW lưu ý nhiều phương tiện truyền thông phương Tây loan tin chính phủ Mỹ đang ngăn cản Anh cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. ISW nhấn mạnh, trong khi Moscow sơ tán máy bay ở 16 căn cứ không quân ra khỏi phạm vi hoạt động của ATACMS, vẫn còn hàng trăm cơ sở quân sự khác của Nga nằm trong tầm bắn của loại tên lửa này. Báo Ukrainska Pravda trích dẫn những điểm đáng chú ý trong báo cáo ngày 28 tháng 8 của ISW. Nhiều phương tiện truyền thông phương Tây cho biết chính phủ Mỹ đang ngăn cản Anh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Một số blogger quân sự Nga ngày 28 tháng 8 khẳng định tốc độ các cuộc tấn công của Ukraine ở vùng Kursk đã chậm lại. Đồng thời, lực lượng Kiev đang cố gắng xây dựng công sự kiên cố và giữ vững một số khu vực mới kiểm soát. Lực lượng Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở vùng Rostov và Kirov của Nga. Đêm 27 rạng sáng 28 tháng 8, Kiev được cho là đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào vùng Voronezh. Các đồng minh của Moscow dường như đang ngày càng hạn chế giao dịch với các công ty và tổ chức tài chính của Nga trong bối cảnh lo ngại về tác động từ các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB được cho là đã ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố tại Cộng hòa Ingushetia vào ngày 28 tháng 8. Ukraine gần đây giành lại vị trí theo hướng Severny. Lực lượng Nga gần đây tiến về phía đông nam Kupiansk, trung tâm Torez, đông nam Propok, ở phía đông bắc Uleda, đều là các vùng lãnh thổ của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga MOD đang hỗ trợ việc thành lập một loạt đơn vị chiến đấu mới chuyên sử dụng và chống lại máy bay không người lái, hệ thống không người lái và các thiết bị điện tử khác trong khu vực Zaporizhia. Nga nắm nhiều lợi thế tại mặt trận Donetsk phía đông Ukraine. Các hoạt động của Ukraine tại biên giới khu vực Kursk của Nga vẫn tiếp tục và họ tuyên bố đã kiểm soát được 100 khu định cư với diện tích khoảng 1.200 km lãnh thổ Nga. Dù phía Kiev giành được thành quả bất ngờ tại Kursk, nhưng lực lượng Nga lại đang nắm nhiều lợi thế tại mặt trận Donetsk phía đông Ukraine. Kiev dù tuyên bố không có ý định kiểm soát lâu dài phần lãnh thổ kể trên của Nga, nhưng Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA David Cohen nhận định, điều ngược lại, Ukraine đang xây dựng các tuyến phòng thủ tại Kursk. Tôi nghĩ họ có ý định kiểm soát phần lãnh thổ đó của Nga trong một khoảng thời gian. Reuters dẫn phát biểu của ông Cohen tại Hội nghị Tình báo và An ninh Quốc gia ngày 28 tháng 8. Quan chức CIA cũng nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ra lệnh tiến hành cuộc phản công để giành lại phần lãnh thổ đó. Tôi nghĩ rằng cuộc phản công của Nga sẽ gặp nhiều khó khăn, ông Cohen quả quyết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc xung đột với Nga cuối cùng sẽ kết thúc trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga không thấy triển vọng đàm phán hòa bình với chính quyền Kiev. Phát ngôn chính thức từ điện Kremlin ngày 28 tháng 8 diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mới đây tới thăm Ukraine và sau đó điện đàm với Tổng thống Putin. Từ đây xuất hiện thông tin rằng nhà lãnh đạo Ấn Độ đã đưa ra các sáng kiến hòa bình mới cho xung đột Nga-Ukraine. Phía Ấn Độ luôn giữ lập trường ủng hộ hòa bình, điều này phù hợp với quan điểm của chúng tôi. Nhưng vào thời điểm này, không có khả năng nào cho các cuộc đàm phán như vậy. Đài RT dẫn tuyên bố của ông Peskov và nhấn mạnh, Nga vẫn sẽ quyết tâm để đạt được mọi mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Sau khi Ukraine mở chiến dịch tấn công vào khu vực Kursk, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh sẽ không đàm phán với chính quyền Kiev. Nhà lãnh đạo Nga trước đây đã tuyên bố rằng ông sẽ ra lệnh ngừng bắn nếu Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Moscow đã đơn phương sáp nhập thời gian qua. Tổng thống Ukraine đã có trong tay kế hoạch chiến thắng. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 27 tháng 8 cho biết ông sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden kế hoạch chiến thắng trong một cuộc họp vào tháng 9. Tổng thống Zelensky cho hay đề xuất này cũng sẽ được gửi đến Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, hai ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử, nhưng đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch này. Phát biểu tại Diễn đàn Độc lập Ukraine 2024 ở Kiev, ông Zelensky cho biết cuộc xâm nhập Kursk đang diễn ra là một trong những phần của kế hoạch chiến thắng này. Theo Kyiv Independent, Tổng thống Zelensky cho biết những phần khác bao gồm sự tham gia của Ukraine vào cơ sở hạ tầng an ninh toàn cầu, gây sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột thông qua các biện pháp ngoại giao và khía cạnh kinh tế. Tuy nhiên, ông không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào. Tổng thống Ukraine lập luận rằng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga đang kìm hãm nỗ lực chiến đấu của họ. Trong khi đó, các đối tác phương Tây cho rằng việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí mà họ cung cấp có thể là nguyên nhân dẫn đến leo thang. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Zelensky thừa nhận nhiều quốc gia có khả năng từ chối tham gia hội nghị quốc tế lần thứ hai về giải quyết xung đột Ukraine nếu Nga không có mặt tại đó. Trước đó, hội nghị về Ukraine đã được tổ chức tại Borgenstock, Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16 tháng 6, theo sáng kiến của Ukraine. Khi đó, Nga không được mời và một số quốc gia khác không tham gia. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, hội nghị đã hoàn toàn thất bại. Bà nhấn mạnh rằng những cuộc họp như vậy không thể là cơ sở cho một nền hòa bình lâu dài. Trong một diễn biến khác, Nga tuyên bố phương Tây đang đùa với lửa khi cân nhắc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa phương Tây. Ukraine tập kích vào vùng Kursk thuộc phía Tây của Nga vào ngày 6 tháng 8 và sau đó kiểm soát một phần khu vực này. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ đáp trả tương xứng. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết phương Tây đang tìm cách leo thang xung đột tại Ukraine và tự chuốc lấy rắc rối khi xem xét các yêu cầu của Ukraine về việc nới lỏng các hạn chế sử dụng vũ khí do nước ngoài cung cấp. Ông Lavrov nói với các phóng viên tại Moscow: "Chúng tôi đang xác nhận một lần nữa rằng việc chơi với lửa là một điều rất nguy hiểm đối với những người trưởng thành được giao phó vũ khí hạt nhân ở một hoặc một số quốc gia phương Tây." Ông Lavrov cho biết thêm, Nga đang làm rõ học thuyết hạt nhân của nước này. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga nêu rõ, Nga có thể sử dụng loại vũ khí này để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân hoặc một cuộc tấn công thông thường gây ra mối đe dọa sống còn. Kể từ năm 2022, Tổng thống Putin nhiều lần cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn, nhiều liên quan đến các cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Mặc dù ông nhấn mạnh Nga không muốn xung đột với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Về đoàn tập kích vùng Kursk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng 8 cho biết cuộc tấn công của nước này vào vùng Kursk của Nga cho thấy rằng các mối đe dọa trả đũa của Điện Kremlin chỉ là lời nói suông. Ông Zelensky kêu gọi các đồng minh mạnh dạn hơn trong quyết định về cách giúp đỡ Kiev. Phía Nga tuyên bố vũ khí phương Tây, bao gồm xe tăng Anh và hệ thống tên lửa của Mỹ, đã được Ukraine sử dụng ở Kursk. Kiev xác nhận việc sử dụng tên lửa HIMARS của Mỹ để phá hủy các cây cầu ở Kursk. Mỹ từng nói Ukraine không hề thông báo cho Washington về việc xâm nhập vào vùng Kursk vào ngày 6 tháng 8. Phía Mỹ cũng nhấn mạnh không hề tham gia vào khâu nào trong chiến dịch của Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn lời người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR, Sergei Naryshkin, ngày 27 tháng 8 nhấn mạnh Moscow không tin vào lời khẳng định trên của phương Tây. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định sự tham gia của Mỹ vào chiến dịch vùng Kursk do Ukraine đang triển khai là sự thật hiển nhiên. Tờ New York Times đưa tin Anh và Mỹ đã cung cấp ảnh vệ tinh và một số thông tin khác cho Ukraine tại Kursk trong những ngày sau cuộc tập kích của Ukraine.
Tờ báo cho biết thông tin tình báo này nhằm mục đích giúp Ukraine theo dõi tốt hơn lực lượng tăng viện của Nga. Ukraine đột kích vào Kursk, nỗi lo hạt nhân đè nặng lên Nga. Một nhà máy điện hạt nhân ở miền Tây nước Nga đặc biệt dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng vì thiếu mái vòm bảo vệ, vốn có thể che chắn khỏi tên lửa, máy bay không người lái hoặc pháo binh. Ông Rafael Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, hôm 27 tháng 8 phát biểu sau khi đến thăm nhà máy điện hạt nhân ở khu vực Kursk của Nga, nơi lực lượng Ukraine đã xâm nhập vào ngày 6 tháng 8 và Nga vẫn đang nỗ lực đẩy lùi họ. Theo hãng tin Reuters, ông Grossi nói rằng cơ sở kiểu ABMK cùng mô hình với nhà máy Chernobyl ở Ukraine đã chứng kiến thảm họa hạt nhân dân sự tồi tệ nhất thế giới vào năm 1986, thiếu mái vòm bao bọc và cấu trúc bảo vệ đặc trưng của các nhà máy điện hạt nhân hiện đại. Ông Grossi cho biết điều này đồng nghĩa với việc lõi lò phản ứng chứa vật liệu hạt nhân chỉ được bảo vệ bằng một mái vòm thông thường, khiến nó cực kỳ dễ bị thiệt hại, ví dụ như trước tác động của pháo binh hoặc máy bay không người lái và tên lửa. Ông Grossi cho rằng sẽ thật cường điệu khi so sánh Kursk với Chernobyl, nơi xảy ra tai nạn đã gây ra một vụ nổ chết người, phun ra đám mây phóng xạ bao phủ một số vùng ở Đông Âu. Nhưng chúng cùng một loại lò phản ứng và không có biện pháp bảo vệ cụ thể nào. Nếu chịu tác động, hậu quả có thể cực kỳ nghiêm trọng. Trong phần lớn cuộc xung đột Nga-Ukraine, mối quan tâm chính của ông Grossi là sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tại Ukraine, nơi lực lượng Nga đã kiểm soát trong những tuần đầu tiên của cuộc giao tranh. Kể từ đó, mỗi bên đều cáo buộc đối phương pháo kích vào nhà máy. Sự chú ý chuyển sang nhà máy lớn thời Liên Xô ở Kursk sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công 3 tuần trước. Giao tranh đã diễn ra trong phạm vi cách cơ sở này khoảng 40 km. Trong số 4 lò phản ứng tại nhà máy, 2 lò phản ứng cũ đã đóng cửa và 1 lò đã bị ngắt kết nối khỏi lưới điện hôm 25 tháng 8 để bảo trì. Chỉ còn 1 lò vẫn đang hoạt động, 2 lò khác đang được xây dựng. Ông Grossi đã cảnh báo cả Nga và Ukraine kiềm chế các hành động có thể gây ra tai nạn hạt nhân. Ông cho biết khi một nhà máy đang hoạt động, nhiệt độ cao hơn nhiều và nếu có trường hợp va chạm hoặc điều gì đó có thể ảnh hưởng đến nó thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Những thông tin quốc tế nổi bật đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và đừng quên chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.